Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 6 tháng 1, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm tặng quà chúc Tết Nguyên đán người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã Đông Triều. Đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Dương Thị Thích, mẹ Việt Nam Anh Hùng thôn 5 xã Nguyễn Huệ, mẹ Việt Nam Anh Hùng Hoàng Thị Xỉu thôn Tam Hồng xã An Sinh, bà Vũ Thị Chín, mẹ liệt sĩ khu phố 1 phường Đông Triều, ông Nguyễn Văn Nhúc, thương binh 31%, thôn 5 xã Nguyễn Huệ và nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, khu phố 1 phường Mậu Khê. Đồng chí Vũ Quyết Tiến đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Nhân dịp năm mới sắp đến gần, đồng chí chúc các gia đình nhiều sức khỏe đón xuân mới đầm ấm, vui tươi, an toàn. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu đi đầu và động viên con cháu gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.